Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Bang 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 bang. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình Phong Cận TV, đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế với điện ảnh Minecraft đấy bạn ơi. À không, ngày hôm nay là A Mông Ếch nha bạn nha. Ngày hôm nay phải là A Mông Ếch mới đúng à. Ok, và như mấy bạn đang nhìn thấy màu sắc của những con A Mông Ếch ở đây thì mình nghĩ rằng các bạn cũng biết đây chính là ai đúng không? Đầu tiên là màu xanh của mình thì tất nhiên đó chính là mình. Ok rồi. Và tiếp theo chính là Sammy, là màu xám nè. Ok. Ồ, có cái vương miện trên đầu luôn, đẹp quá ta. Rồi, và cái màu xanh lá cây này thì mấy bạn cũng biết đó chính là chị Camui đáng yêu của chúng ta rồi. Xin chào các bạn, mình là Camui TV đây. Sao cái giọng nghe già. Ghê quá chị ơi. Ghê rồi. Và đây, còn đây thì các bạn cũng biết đây chính là anti-fan chân chính của mình, mèo Simon. Ok, còn các bạn màu đỏ này thì các bạn không cần quan tâm đâu. Các bạn màu đỏ này các bạn không cần để ý đâu nha. Ok rồi, okay, bây giờ thôi giỡn thôi, các bạn màu đỏ này chính là bạn thân của mình, anh Cây Con Gamer. Ok, được rồi. Và ngày hôm nay như các bạn đã đọc tiêu đề thì chắc bạn cũng biết chúng ta sẽ cùng nhau chơi Among Us rồi đúng không? Thôi không nói nhiều nữa, chơi thôi. Rồi tôi bắt đầu nè. Và ai sẽ là imposter? Là bà, bạn là dân thường. Bạn à, lại đây chị bảo em nghe là em trai của chị. Chán ghê. Vừa mới vô thôi là nó hiện ra cái chữ bạn là dân thường, là thấy không muốn chơi đó. Vậy rồi, Sam là dân thường vì các bạn gặp Sam sẽ thương nhớ. Dạ. Yeah. Ok, được rồi. Tôi không biết là trong đây là ai là imposter. Nhưng mà các bạn xem những cái video của mình với lại là mọi người trong Hero Team thì các bạn cũng biết rằng là imposter thường là mèo Simmy. Không, mình nói mình rất có duyên với imposter nha. Mình nói imposter thường là mèo Simmy chứ mình đâu bảo bạn là imposter đâu đúng không? Không, nhưng mà mình nghĩ là trận này Sim phải imposter đâu. Sim mà là imposter là Sim nhìn khả nghi lắm. Sim ọt lên. Với lại nha, Simmy mà là imposter là vô trong vòng 3 phút thôi là coi như là đi hết ba người đó. Tôi thấy hồi trường imposter có vẻ im lặng nha, hiền nhớ. Lý tâm lý đang tìm lý. Cai nhìn xem nào, xin sẽ quỳ xuống trước mặt Cai. Xin chào Sim ơi, cẩn thận Sim ơi. Quỳ xuống là Cai Ron quỳ nha. Ôi trời ơi. Bây giờ tôi sẽ lượm mấy cục vàng này, tôi sẽ mua đồ bạn ơi. Ở trong đây là tôi có thể mua cho tôi sẵn sàng 7 năm nè. Ok. Rồi tôi mua tôi cái bơm khói nữa. Đó. Ok. Hello. 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 What? Ê, súng đã bị đánh rơi. Súng đã bị đánh rơi. Ủa? Ai? Ai? Ai là người đang giữ súng vậy? Hả? Ê khoan. Ông ơi, Kyron Sammy. Oh my god. Ôi, cái súng, tôi lượm được cái súng. Cái súng lượm. Ủa sống lượm. Ờ lượm đây. Ủa ai là khoan từ. Bây giờ á thì chỉ có thể là ca mui hoặc là mèo Simmy mà thôi. Không phải chi. Thôi được rồi, nói chung là bây giờ á, mình á thì mấy bạn xem video của mình thì chắc bạn cũng biết mình là dân thường rồi, cho nên là mấy bạn sẽ tin tưởng mình đúng không? Ôi, cho nên là bây giờ á, mình là mình không thèm quan tâm xung quanh. Ủa, đừng có lại gần tôi, không có tôi à, tôi muốn ai lại gần tôi, phải từ sao tự nhiên xin mình. It's me. No. Simmy mà biến thành kẻ giết người là nguy hiểm lắm. Ok, không sao. Thả bom khói nè. Bảy năm. Quay Simmy. Quay. Bị bom khói. Bom khói mù đúng không? Chiến thuật làm mù kẻ địch mấy bạn ơi. Đó, mình đặt bom khói ra, mình đặt bom khói ra cho Simmy không nhìn thấy đường, thế là Sim dặm chúng ngay vào trong cái đó là gì, 7 năm của mình đó. Chiến thuật quá luôn. Tính ra Phong định chơi đỉnh nha, biết dùng bay làm các thứ ấy, mình không biết dùng đó. Trời ơi, các bạn dùng chiến thuật cái gì rồi. Ok, chúng ta tiếp tục với trận tiếp theo nào. Let's go, bắt đầu nè. Rồi ok, ai sẽ là imposter đây? Đúng là dân thường. Mình là thương dân.
mình là thương dần. La 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 la. Bây giờ thì mình sẽ đi lượm vàng để mình mua thêm bơm khói các bạn ơi. Thôi sao? Để tí cay quánh sim cay. Cay cay. Đánh đều. Cái gì? Kairon đánh Simmy hả? À? Vậy chỉ có thể là Kairon liếm bắt tờ thôi. Đâu bạn? Bình thường thôi, đánh tư cho cái rồi. Tự nhiên, Sim đâu lượm được bà cây tát thì mặt Sim là sai à? Giỡn, cái giỡn. Thôi thôi, tôi muốn tới tát yêu không? Tôi tát cho cái rồi. Cái đó người ta gọi là đánh yêu đó. Yêu dữ chưa? Cái đấy là Uyển Luân chứ yêu gì lúc đấy mà chắc là không phải. Biết sao không? cầm nhầm tay vậy đáng nhé, phải cầm cái con à, cái ai, bác suy diễn nhưng à. Mà cầm nhầm trời ơi suy diễn cái trời dài vòng dễ sợ ngắn gỗ gì á này. Ô hello chị hết hồn nha. Yeah. Sao đi chung nhiều vậy? Xuống kìa rồi có Sim, mấy bạn thấy Phong Cận đã tàn hình và bay đến chỗ Sim bởi bằng bơm khói. Cái đấy phải sử dụng cam mui rõ hơn. Ok rồi tiếp nè. Rồi lần này ai sẽ là im bắt tờ đây? Đừng có dân thường để vô đây, trong đây ai cũng dân thường hết. Tôi dân thường, ai cũng dân thường. Ai là sói? Mọi người tính ra nha là Sammy kêu là lại cho Sam đánh yêu cái xong mình lại mình đánh yêu Sam cái Sam bay màu lắm luôn. Dù gì mà em tính ra trực tiếp tôi là thấp tử không là ông lại mất tờ. Và trận này thì sao? Trận này là Sam là im mất tờ đúng không? Nghĩ sao vậy? Tôi là dân thường, tôi là một người chân chính, không có gọi là như ông hiểu không? Đây. Tôi là dân thường. Mấy bạn nhìn cái bảng ở phía trên của mình nè, bất cứ ai mà cái tên của người đó mà trở nên tàn hình là coi như là người đó thua rồi đó. Người đó đi vậy đó. Ủa dùng mông khói đó tăng hình nè, hay vậy? Mấy bạn nhìn cái bảng ở phía trên của mình nè, bất cứ ai mà cái tên của người đó ủa, mà trở nên tàn hình là coi như là người đó thua rồi đó. Người đó đi vậy đó. Ủa dùng mông khói đó tăng hình nè, hay vậy? Giờ tôi biết đúng nha. Rồi, đúng rồi. Thằng quê quá hả? Ôi, Simmy bay màu rồi. Mèo Simmy bay màu rồi. Từ từ. Cái lên bay màu rồi. Tôi phải đi tìm kẻ giết người rồi. Và chuyện gì xảy ra? Mình thấy Sammy bị Camui đuổi theo. Là mình biết Camui chính là kẻ giả mạo rồi. Nhưng mà mình đã giả vờ nói rằng Mui ơi em tin chị, để Camui quay lại. Hay đó. Hay chưa? Ê, khoan từ từ. Nếu mà nói vậy từ nãy giờ ba trận đầu tiên tôi thắng hết luôn á. Oh my god. Tàn là hai like của Phong luôn á. Tàn hai like thôi, ok bắt đầu tiếp nè. Ai. Lần này thì tôi là dân thường thiệt nha, đừng ai tôi lần nào cũng là dân thường. Mình chúng ta được quá không ai tin đâu. Hello. Ôi. Dạ. Ôi là sao? Thấy Phong Cận chị ra theo Cận. Ủa mình là mình đúng tin Phong Cận của các bạn rồi. Cái gì? Sao lại không tin? Mình là người, bạn phải tin mình chứ. Bây giờ Kai mới không tin Sim á. Bây giờ Kai không nghe giọng Simi là nha. Nãy nghe giọng Simi là rồi, chung là tốt nhất là né ra.
Cảm ơn Sammy đã đây. Phong nào đi rồi. Oh my god. Vậy thì còn ai vào đây nữa? Vậy thì còn ai vào đây nữa mọi người? Trời ơi trời. Cái đó ơi, mình sẽ bảo vệ bạn. Bạn nói ở đâu? Bạn nói ở đâu? Bạn nói ở đâu? Em không phải là imposter. No. Ủa cái súng đâu vậy? Cái súng đâu vậy? Ai biết? Không có súng, không có súng. Ca môi hình như là người giữ súng á. Bảo toàn sức mạnh của em. Ôi trời ơi. Ơi. Cái bà bui này, trời ơi, mà khoe em không? Chị tự xem không thấy chị đang tính lại gần chị bính một phát là xem ai ở đâu là xem thấy chị xem bao lại. Có tin đâu, nãy xem chém em với phòng trong một nút nhạc của chị. Em chưa kịp biết anh chị sẽ ra tay luôn á xem. Rồi, mọi người có biết rằng cái con map này nó sai chỗ nào không? Nó sai là nó cho cái kẻ giả mạo được quyền tiêu diệt người khác nhanh quá. Yeah. Đúng không? Mình có thời gian. Trời ơi. Chị chỗ luôn. Giờ bạn với em chứ. Giữa chị chỗ giữa luôn là. Simmy đang giữa cay đừng ra ngoài. Simmy đang giữa đó. Ok bạn ơi. Mình lẫm là cái sống rồi. Simmy xin lỗi chị. Nhưng mà cay mới làm điều này. Ok. Chắc bạn với Simmy gì đấy Simmy. Mình đang đi theo Simmy. Trời ơi, cay ơi. Vô dụng quá. Vô dụng quá. Xin lỗi làm gì. Nãy kiện Sky sẽ thua luôn á mọi người. Trời ơi, mấy bạn nghe không? Mấy bạn có nghe thấy giọng cười, giọng cười mất tình người của Simmy không? Trời ơi. Được mèo Simmy chứ. Nhiều à. Ôi ai được rồi, chúng ta không nói nhiều nữa. Qua trận theo, trận này Simmy thắng. Ôi ai rồi. Trời ơi, dân thường tiếp. Nếu mà từ nãy giờ mà tính điểm á thì Phong được 3 điểm, Simmy được 1 điểm và những người còn lại chưa có điểm nào. Không có một người vẫn chưa được làm imposter đấy là sao? Cay nè, cay chưa làm luôn. Cay cũng vậy. Chắc phải là người làm map đang cho hai người đều vào blur gì đó. Ủa gì á? Gì đây? Ủa sao có trời mưa vậy? Ủa trời mưa luôn à? Không, vừa biết sự trùng hợp là gì đâu. Là em nghe cái tiếng âm thanh kinh dị của Mai Rap ấy. Tức là nó một cái luôn. Không ai nghe. Sao Phong còn im lặng vậy? Không, cái này sẽ tùy người ấy chị. Tùy... Hả? Dư coi. Đó. Em không tin. Không. Thật ra tôi đang theo dõi một người. Phong là không tin. Chờ theo dõi luôn. Không, ý mình theo dõi ở đây là mình đi theo người đó để coi người ta có tiêu diệt ai không á, hiểu không? Ok, hay. Tôi là dân thường nha. Mấy cái người mà hay nói cái câu á là tôi chưa được làm imposter bao giờ thì thua kẻ với coi. Bang! Ôi, không phải mình, bạn ơi, mày làm gì vậy? Sao mày bắt mình? Thiệt không? Cái gì? Là Phong lộ diện rồi xong rồi. Bà quay chân với Phong. Phong quay cẩn thận nha Phong. Ông lộ diện rồi đó. Mình lộ diện với mục đích là để khiêu chiến với cái kẻ giả mạo đây. Đi bắn mình đi. Gì mày bắn mình đi. Mày bắn mình đi. Bắn bạn á, bắn bạn thì dễ quá rồi. Nghe dạ. Nè, tránh đi. Tránh đi. Không được lại gần tôi. Cái gì đấy? Ông ơi, ông tin tôi đúng không? Tôi là người nè. Phải không? Ở trong đây nguy hiểm nha. Bụp một cái là chết luôn hết luôn á. Chạy đi. Lại tiếp tục, mình sẽ phân tích trận vừa rồi cho mấy bạn. Lý do vì sao mình lại bắn ca mùi. Đầu tiên, lý do mà mình im lặng đó chính là bởi vì mình thấy Kyron và Sammy nói rằng là chưa được làm imposter trận nào. Thì đấy chính là một cái lời nói ngẫu nhiên vu vơ của hai bạn, chứng tỏ hai bạn không phải là imposter. Và mèo Simmy đã lướt qua người mình mấy lần nhưng mà mèo Simmy không tiêu diệt mình, chứng tỏ mèo Simmy cũng là người thường. Và ngay từ đầu, lúc mà mình im lặng á, thật ra lúc mà mình im lặng lúc đó, bạn Esther tua ở đó với mình. Thật ra lúc đó mình im lặng là do mình đang theo dõi ca mùi. Và có một điều mà mình chắc chắn ca mùi chính là imposter. Bởi vì lúc đó chúng ta đã vào trong một căn phòng rất là nhỏ. Và nếu như bất cứ ai trong bốn đứa mình mà là imposter thì sẽ có thể tiêu diệt ngay lập tức. Nhưng không có ai làm điều đó cả. Và người chính xác đó chính là ca mùi. Hay quá mày ơi. Ca mùi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đúng không? Đừng là youtuber nữa, hay là thám tử lần danh đi. Đừng nghe. Trời nó không chơi đâu. Tệ luôn, đấy là thua đi.
nhiều cái rồi đó. Nhưng mà sao mà mình thấy trận này mình đỉnh quá vậy ta. Trời ơi. Tiếp. Không nghe thiệt. Trận cuối cùng, trận cuối cùng nha. Mình là thương dần quá. Thôi, không còn gì nói, tôi bất lực. Ghét mắt này. Từ bây giờ mọi người sẽ không nghe thấy Camui nói gì đâu, tại vì Camui không còn gì để nói nữa. Chơi vậy chơi mình đi, chơi mình làm chi đó. Ủa là sao? Thấy không? À Phong ghê quá. Em nói rồi. Chứ còn anh này nữa. Bây giờ mình phải giả bộ đi, bây giờ để em giả bộ làm Inverter đi. Cho Phong suy đoán chơi, cho em chán mà. Tôi sẽ tiếp tục suy luận cho bạn xem. Từ nãy giờ tôi suy luận là bạn thấy đỉnh chưa? Của chị xem. Chị xem. Mình sắp vậy. Mình buồn quá. Khoan từ. Không, lại gần Sim, Sim đang buồn, lại gần Sim cái bật cái đi luôn. Luôn anh cười luôn. Ôi em. Không cần là. Trời ơi. Mọi người ơi, tôi nói mọi người nghe nè, ngay từ đầu tôi nói rằng là tôi đang suy luận thật ra. Ngay nè mọi người nghe tôi nói, ngay từ đầu á, khi mà tôi bảo tôi đang suy luận thật ra tôi đã nghi ngờ Kairon rồi. Bởi vì á. Vui nè, để em cầm súng cho. Thôi từ bây giờ đánh sau đi, bây giờ mọi người chạy đi. Cái kia bắn cây đi chị ơi. Bắn hộ tôi cái. Bạn à, sai lầm của bạn là khi bạn đã... Ủa, chị Mùi. Chị Mùi. Rồi, tắt ra, Trời ơi, trời ơi. Rồi, em thua rồi, chị Mùi, gần rồi. Gần quá rồi. Và 3, 2, 1. Bọc bông cái không? Bọc nào. Chị Mùi, đứng lại đi, chị Mùi. Ôi, mình đang quay cái cảnh cực kỳ đẹp luôn các bạn. Từ nãy giờ mình đang quay cái cảnh cực kỳ đẹp luôn. Mình quay được cảnh Sim với lại Kai đang đuổi nhau. Trời ơi. Mọi người nghe mình phân tích cái trận vừa rồi nè. Lý do vì sao mà mình vừa mới gặp Kairon mình đã la lên liền là bởi vì mình đã biết chắc chắn Kairon là kẻ giết người. Thôi ông nói ít, thôi nói nhiều quá. Không, mày nhiều quá. Không, thật sự nè. Đây, để em nói nè, để người ta nói nè. Để Phong cô nào phân tích, mình sẽ nghe bạn nói. Bởi vì lúc đó đó, mình nói bạn nghe nè. Lúc đó đó, khi mà mình gọi là gặp á nha, gặp mọi người á, mọi người im lặng và ai cũng bảo ơi chán quá, nhưng Kairon thì sao? Kairon im lặng. Lý do Kairon im lặng là gì? Theo như tâm lý học của mình á, thì lúc đó Kairon đã được làm imposter. Chính vì vậy cho nên Kairon bình thường mấy trận trước Kairon cứ kiểu trời ơi, không được làm imposter. Nhưng tại sao trận này Kairon là im lặng? Chỉ có thể Kairon là imposter thôi. Và mình đã đoán được điều đó rồi. Nhưng mà tiếc quá mình lại không kịp băng. Không. Trình bày ít thôi, vào trận đi, nói nhiều quá. Ủa, vô luôn hả? Trời ơi. Tôi tính là cho cái trận này là trận cuối rồi đó. Ủa? Tôi tính là cho cái trận vừa rồi là trận cuối rồi đó. Nhưng mà vô tình. Ủa? Không phải ơi. Không là bạn đúng không? Đâu? Ủa? Mình không làm gì hết. Ủa? Mình không có làm gì hết. Đừng chạy thoát khỏi mình. Mấy cái súng, súng ở đâu ta? Trời ơi, súng gì lát đâu vậy? Trước mặt luôn. Simmy đang quay lại để tìm mình đúng không? Ramit liền. Không, quay trời, Phong. Ramit, mít đâu em, Ramit vợ vậy? Mít Phong nào? Mít, Không cần, bây giờ hết thời gian mình cũng đua thôi, cần gì trời ơi. Đứng đây thôi, đúng rồi. Đi coi làm gì. Em sẽ lượt ai tầm Phong à, đây sẽ là trận chiến giữa bạn với mình. Dạ. Đúng vậy. Mình núp vào bên trong rồi, làm sao bạn tìm được mình? Mình đi đang đi lượm vàng, mình không đánh mà ra đâu. Đi lượm vàng mà còn nói gì vậy? Đây là trận chiến giữa bạn đấy. Ok. Sao? Giữa hai một thanh niên thích trình bày và một cô nàng imposter chuyên nghiệp. Ai ơi. Em thì em nói em cũng không có ý nghĩa trong trận này, nên giờ em sẽ đi kiếm Phong để Phong bắn em. Đi lượm vàng. Tại vì Sim nói là đang cuộc chiến của Sim Phong thì thôi em tự xuất hiện của em cũng không có ý nghĩa gì.
mình. Và bây giờ mình sẽ phân tích tiếp. Hồi nãy Không phải pha đó hơi bị hay luôn nha. Lý do vì sao Simi là chạy vô đó lượm vàng, bởi vì cục vàng cho em chạy, em chọi ra để bẫy Sim. Mình núp ở đó, mình núp ở đó, sau đó mình quăng cục vàng ra để bẫy bạn. Mình không có ý lấy cục vàng, mình muốn kiếm cây. Ai ngờ bạn núp ở đấy luôn, mình chỉ muốn kiếm cây thôi. Wow, trận này video này Phong là đỉnh quá. Trời ơi, trời ơi, sao mà video này mình chơi đỉnh quá vậy trời. Trời ơi, vui quá. Bạn cũng nên gọi là mỗi người. Mọi người tôi nghĩ là từ nãy giờ Phong cận chơi rất là pro, nên là Phong cận xứng đáng bị. Ây da, ok. Và cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Và nếu như mà các bạn thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share. Và nhớ nấp subscribe, đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là qua bên kênh YouTube của tất cả mọi người để đăng ký hội cho mọi người đó nha anh em cậu gì. Bye bye. Và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt. Hello team, hello team.